Ok, lo chào anh em nha. Thì cũng tiếp tục hôm nay mình cũng tiếp tục giới thiệu cho anh em một cái dòng sản phẩm để bảo vệ ở đây. Hôm nay chúng ta sẽ bảo vệ cái mắt cá chân của chúng ta cũng như là cái sơ mi chân khi mà chúng ta tập luyện cũng như là chúng ta chạy bộ nè, tập luyện võ thuật nè, cũng như là chúng ta liên có thể sử dụng tất cả những cái môn mà chúng ta đang vận động mạnh thể thao. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh em cái dòng sản phẩm này cũng như là mình hướng dẫn cho anh em cái cách đeo. Đó, có một số bạn lấy hàng về nhưng mà không biết đeo như thế nào, bởi vì có một số cái nó cũng hơi rắc rối một xíu. Nó cũng đơn giản thôi, khi mà các bạn đã biết rồi, biết cách sử dụng rồi thì nó rất là đơn giản gần như là rất là đơn giản, khá là đơn giản. Nhưng mà khi mà chúng ta lấy về lần đầu tiên thì ai cũng bỡ ngỡ. Thì hôm nay trên video này mình sẽ giới thiệu chia sẻ cho các bạn luôn ha. Rồi, hôm nay mình giới thiệu các bạn dòng sản phẩm của Outlines. Đó, một cái dòng sản phẩm là gần như là đang đánh mạnh trên thị trường về các dòng sản phẩm mà chúng ta đeo bảo vệ để chúng ta tập luyện thể thao. Thì ok, mình cũng không nói nhiều về cái dòng sản phẩm này nữa. Thì hôm nay mình chia sẻ cho anh em nè. Đó, ở sản phẩm này bảo vệ mắt cá chân thì trên mình sẽ có hai loại, là một loại bên trái, một loại bên phải. Đó, mình tại sao mình phải nói như vậy? Bởi vì trên thị trường nó cũng như là khi mà chúng ta mua, có một số bạn chỉ cần thích đeo tay trái thôi, chân trái, có một số bạn chỉ cần đeo chân phải thôi. Bởi vì sản phẩm này chúng ta bán lẻ, chúng ta không bán cặp. Ok không? Chứ không phải là sản phẩm nó còn bán cặp. Sản phẩm này có bạn ưng thì đeo bên trái, bạn ưng đeo bên phải để bảo vệ. Bạn nào sử dụng cái chân nào nhiều thì chúng ta bảo vệ chân đó kỹ hơn. Thì hôm nay ở trên tay của mình đây là một cái sản phẩm bên tay trái. Thì các bạn chỉ cần nhìn như thế này. Các bạn nhìn về nhà, các bạn nhìn như thế này. Cái mặt cái chữ outline, chữ thương hiệu, logo nó nằm ở phía trên. Thì chúng ta sẽ đặt nó ở phía trên. Đây các bạn nhìn giống như một cái tắc chân của chúng ta. Đúng không? Đó, và phía sau này là có một cái lỗ này. Đó là chúng ta sẽ hiểu được rằng cái này là cái gót của chúng ta nằm ở sau phía lỗ này. Thì đây các bạn mở ra như thế này. Đó, các bạn mở ra ha. Mở hai đầu ra luôn ha. Nó sẽ mở hai đầu ra luôn ha. Đó, nó sẽ ra được như thế này. Chúng ta sẽ lò cái ngón chân của chúng ta vô. Đó, đây bây giờ mình xanh cái quần lên để cho các bạn dễ hình dung này. Đó, chúng ta lò chân như thế này. Thì ở mặt trên này thì đương nhiên chúng ta chỉ cần xước qua bên đây thôi. Đó, cái trên bờ mặt này nó là một cái lớp nhung để chúng ta có thể dán rất là đơn giản. Bên bên nhà cung cấp làm tất cả cái mặt trên này đều là lớp nhung thì để chúng ta dán rất đơn giản. Và cái đây thì chúng ta sẽ kéo vào một cái sợi dây này, chúng ta sẽ kéo cái sau gót của chúng ta kéo tới. Và chúng ta kéo vòng giống như chúng ta mang giày vậy đó. Đó các bạn. Cái vòng sẽ lúc đó chữ outline này sẽ nằm được nằm thẳng như thế này nè. Nằm trên này. Đó là bên tay trái. Chân trái. Đó, các bạn nhìn nè. Đó. Rồi bây giờ còn một cái sợi dây này thì chúng ta sẽ làm như thế nào? Sợi dây này. Đó. Sợi dây này thì chúng ta sẽ đặt hai cầm hai tay như thế này. Chúng ta cầm hai tay như thế này ha. Chúng ta sẽ đưa xuống dưới đầu chân chúng ta đây. Ok chưa? Và chúng ta sẽ đan chéo vào nhau như thế này. Đan chéo vào nhau, đan cái này trước và đan cái này sau. Đó, và chúng ta dán cái này lên trước, tay trước. Đó, và cái này chúng ta sẽ quấn ra sau, chúng ta dán lên lại phía sau. Dán lên cái chỗ kia. Đó. Các bạn lưu ý đối với cái sản phẩm này, đối với cái chỗ quấn này các bạn lưu ý nè. Chúng ta hãy sử dụng, chúng ta chỉ dán cái mặt dán này nè, nó lên những cái lớp nhung này nè, chứ chúng ta tránh trường hợp dán lên tại chính vào bản thân nó. Chính nếu mà chúng ta dán chính bản thân này, bởi vì cái lớp này là lớp vải, khi mà các bạn dán vào, các bạn gỡ ra nó sẽ bị nè, nó sẽ bị tróc nè. Đó, nó sẽ nhanh rất là hư cái sản phẩm của bạn. Cho nên các bạn phải dán lên cái lớp nhung này nè. Đó, bên này cũng như vậy nè các bạn. Bên này cũng như vậy. À, mình dán, mình sẽ né cái lớp chính bản thân nó, mình sẽ dán lên cái lớp nhung của cái sản phẩm dưới đó. Đó, thì lúc đó cái sản phẩm của chúng ta nó sẽ được hoàn toàn ok, khi các bạn gỡ ra sẽ không vấn đề gì. Còn các bạn dán lên trên này thì gỡ ra sẽ bị hư nha các bạn. Nó rất là nhanh hư nha các bạn. Đó, thì đây là cái bảo vệ mắt cá chân của chúng ta, cũng như là sơ mi chân của chúng ta. Khi mà chúng ta vận động thì nó sẽ tạo cái làm cái khớp cổ chân của chúng ta nó đóng lại một cái khớp. Khi mà tập luyện thì nó sẽ không bị lật ngã như thế nào, thì chúng ta tập sẽ không bị chấn thương. Ok ha. Rồi, đây là cái bên tay trái và bên chân phải cũng như vậy các bạn. Đâu chỗ chân phải nào để anh giới thiệu cho các bạn luôn đây. Rồi bạn qua đây ha. Mình lấy cái chân phải để mình hình dung cho các bạn luôn ha. Đây là chân mắt cá chân. Để hình dung được đây, bên này. Đây ok, đây là bên phải nè. Đó, đây các bạn. Đây là bên phải nè, các bạn nhìn nè, này là bên phải nè. Rồi ok. Rồi bây giờ đây mình sẽ đeo bên phải luôn cho các bạn xem luôn nè. Đó các bạn, y chang như vậy các bạn. Y chang như vậy luôn, các bạn sẽ gỡ ra hai mặt chúng ta, nếu như lưu ý chúng ta sẽ gỡ làm sao cho nó ngay thuận ngay chỗ cái chân của chúng ta này. Và chúng ta sẽ xỏ vào đây. Đó, xỏ vào. Là một lần nữa, xỏ vào nó sẽ như thế này. Thì lo gót chân chúng ta ra, và cái này chúng ta sẽ siết lại. Ok không? Siết lại. Và cái trên này chúng ta sẽ vòng lên đây và chúng ta siết lên trên này. Ok chưa? Đó. Và tiếp tục chúng ta sẽ gỡ này ra. Đưa ra đây. Và chúng ta đang chéo vào đây.
để chúng ta cố định tình hình và chúng ta dán lên trên cái lớp nhung, và bên này cũng vậy, chúng ta đang xéo qua và chúng ta dán lên cái lớp nhung là ok. Đó, các bạn thấy không, bảo vệ được hai khớp chân của chúng ta rất là tốt, rất tuyệt vời. Ok ha. Rồi, bạn nào quan tâm tới những sản phẩm này, các bạn liên hệ trực tiếp với mình với số điện thoại 0776768999. Ok, hoặc là các bạn tới số 70 đường Đệ Hai, phường Tân Nhân Phú A, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh để các bạn mua hàng luôn. Và các bạn nào yêu thích mình cứ bấm like rồi subscribe kênh của mình nha, để nhiều người biết tới hơn nữa nha. Rồi cũng như theo dõi những cái video mới của bên mình đang cung cấp những sản phẩm như thế nào, cũng như là mình chia sẻ những cái hướng, cái mẹo để các bạn tập luyện. Ok, rồi chào tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.